Tên tên tên. Một số đặc biệt vui chơi có thưởng lại còn giúp anh em biết nhiều hơn, thông minh x10 lần đây. Vòng quay nối tiếp vòng quay, tình người nối tiếp ai hay tình người. Trời chiều đã ngả về tây, chương trình giải đố hôm nay bắt đầu. Các bạn đã sẵn sàng chưa nhở? Let's go. Wow, là một dấu hỏi chấm sao? Chúng mình cùng khám phá ngay câu hỏi này nhé. Ấy da, Hoa Hồng và Tôn Ngộ Không, thì bạn có đoán ra được tên tỉnh nào đây không nhỉ? Nào nào, những bộ não thông minh đã nảy số xong chưa nhỉ? Hoa Hồng và Đại Thánh là Hoa Thánh, là Thanh Hóa. Ý sợ, đơn giản như đàn cái rổ ấy. Ông cha ta có câu rằng, vua xứ Thanh, thần xứ Nghệ. Các bạn có hiểu sâu xa ý nghĩa của câu nói này không vậy? Để nhanh trí bật mí cho nha. Chỉ cần hiểu ngắn gọn là vì Thanh Hóa là nơi cho ra đời nhiều vua nhất nước ta, với 44 nhà vua thuộc nhà Tiền Lê, nhà Hồ, nhà Nguyễn. Địa danh nổi tiếng không nói chắc ai cũng biết đến, đó là Sầm Sơn. Và đồ ăn thì không thể thiếu nem chua. Nói chung Thanh Hóa đi là mê, ăn là phê. Anh em 36 mãi đỉnh. Ở đây có bạn fan nào ở Thanh Hóa không nhỉ? Comment 36 chào anh em cả nước đi kìa. Còn bây giờ chúng mình quay tiếp nhé. Số đỏ thế nhở, chúng học qua rồi nè. Tén tén tén, vui qua nào cả nhà mình ơi. Wow, một tấm vé trở thành fan cứng trong group fan nhanh trí trên Facebook sao? Wow, thích quá đi mất, thích quá đi mất. Chúng ta cùng tiếp tục nhé, còn nhiều điều thú vị lắm đấy. Aha, là một câu hỏi, tỉnh nào nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nhất, bạn có biết không nhỉ? Thái Bình, Quảng Ninh hay thành phố Hồ Chí Minh? Có thể nhiều anh em ngồi ở đây đến giờ vẫn chưa biết, Thái Bình xưa nay vốn nổi tiếng là đất ăn chơi. Bên cạnh đó, nơi đây còn là quê hương của nhiều người nổi tiếng như ca sĩ Sơn Tùng MTP, ca sĩ Mono, cầu thủ bóng đá Đoàn Văn Hậu, cầu thủ Minh Vương, anh NTN và rất nhiều gương mặt nổi tiếng khác đó. Có thể nói, anh em Thái Bình là cứ phải nở mày nở mặt luôn đi chứ. Có bạn nào fan ở Thái Bình không? Comment ngay 17 Thái Bình đi. Chắc chắn ngày hôm nay, anh em cả nước sẽ ngập tràn trong cái sự thú vị đây. Bởi vì nhanh trí, ngay bây giờ sẽ phi châu đến một tỉnh khác nhé. Mà này, từ từ đã. Anh em từ thành thị đến nông thôn ơi, cho nhanh trí hỏi thật nhá. Anh em quê ở đâu đây? Quê đâu mà toàn người đã sinh lại còn thông minh thế nhở? Nhanh trí hỏi câu nào cũng trả lời được, đúng đỉnh của đỉnh luôn. Thế giờ thử cái câu hỏi xoắn quẩy này xem, anh em có đỡ nổi không nhá? Bây giờ anh em lắng tai để nghe cái chất giọng này và đoán xem người nói giọng này ở tỉnh nào vậy? Không ăn chừng nọc thôi, cái thử rén quá, không đến nổi, không đâu, đừng còn ăn nọc thôi đâu, không sao mà, không thích, nó mới có thích. Quang hết rồi, chơi chơi rồi, quang nọc. Tiết ni ni. Anh buồn nhờ, cho khỏi phải nấu được thối đồ trong thịt có cái ấm như bên tôi 5/4 này. Hóa ra là tỉnh Nghệ An các bạn ạ. Tôi thề là nghe mãi chưa hiểu gì luôn. Thế mới nói, anh em ở nơi khác đến đây phải sắm ngay cái chứng chỉ ngôn ngữ thì mới đủ tầm để hiểu được bà con nơi đây nói gì nhá. Ôi trời ơi, phòng bà bạo táp đúng là không bằng ngữ pháp Việt Nam mà. Nhưng mà nhanh trí thấy thú vị lắm ý. Muốn học nhưng mà không có nổi. Bạn nào ở Nghệ An không, nhớ dạy nhanh trí vài câu với nhen. Có phải anh em đang mong chờ tiếp tục một câu hỏi hách não hơn hay một món quà? Ok, cái gì cũng có hết nha, nhưng trước đó hãy quay đã nhé. Ôi trời đất ơi, cái tay thúi này quay vào ô hình phạt rồi. Làm sao bây giờ, anh em có đồng ý rằng có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu không nhỉ? Nào, cùng chịu vậy. Câu hỏi tiếp theo là gì đây? Tinh mắt tìm Hà Nội ở trên bản đồ sao? Trời ơi, khó ghê ta. Mới đó mà đã hết giờ rồi, anh em mất bao nhiêu lâu để tìm ra thủ đô Hà Nội nhỉ? Ai mà chỉ cần 5 giây đã nhìn ra thì chắc mắt tinh hơn cả mắt tinh tinh rồi đó. Tên tên tên, Hà Nội 36 phố phường, ẩm ương thì ít, dễ thương thì nhiều. Gái xinh nhất đất Ba Đình, trung tình Cầu Giấy, trai thì Long Biên, ngoan hiền gái Bắc Từ Liêm, mà điển trai duyên dáng thì Hoàng Mai Tây Hồ. Anh em Hà Nội đâu hết cả rồi nhỉ, comment chào nhau cái đi nào. Cơ mà này nhá, sống ngần ấy cái nồi bánh chưng rồi, tôi là tôi vẫn chẳng hiểu cớ làm sao Hà Nội lại được chọn làm thủ đô nước ta nhỉ? Vì có nhiều cơ quan chính trị hay vì có lịch sử lâu đời?
Ồ ha, sống ở Hà Nội ngần ấy năm mà chưa biết thì quá là phí đó các bạn ơi. Hà Nội là nơi mà ai cũng nói không vội được đâu. Bên cạnh đó còn là trung tâm chính trị chứa phần lớn cơ quan quyền lực lớn của quốc gia và còn chứa trái tim của đất nước là Lăng Bác Hồ đấy. Nhất cao là núi Ba Vì, nhất lịch nhất sắc kinh kỳ Thăng Long. Hà Nội đã xuất hiện từ rất lâu, từ cái lúc mà vua Hùng cánh rể Sơn Tinh Thủy Tinh oánh nhau ở núi Tản Viên, tức là Ba Vì Hà Nội ngày nay cô. Ngày xưa Hà Nội chưa tên là Hà Nội mà là Thăng Long, tức là rồng bay lên. Sau 7749 lần đổi tên thì Hà Nội mới tên là Hà Nội, với ý nghĩa là bao quanh bởi các con sông, cụ thể là sông Hồng và sông Đáy. Trải qua bao thăng trầm là thế, nhưng Hồ Tây vẫn đầy nước và người dân Hà Nội thì vẫn đầy tình yêu thương. À, anh em nào mà mạnh miệng nói cầm 100k ăn sập Hà Nội thì thôi bỏ đi nhá, vì Hà Nội nhiều đồ ăn ngon phải các trưởng ý. 100k thì chỉ ăn dính răng thôi. Chùa hết đâu, chùa hết đâu. Bây giờ là câu hỏi thử thách trí thông minh của anh em đây. Nơi nào giàu nhất Việt Nam? Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hay Đà Nẵng? Điều này thú vị này, các bạn ở tỉnh này chuẩn bị sẵn sàng tinh thần tự hào đi nhá. Có thể bạn chưa biết, nếu Hà Nội được gọi là trung tâm chính trị của cả nước thì thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên Bác, là trung tâm giải trí bậc nhất. Bên cạnh đó còn là nơi có thu nhập bình quân cao ngất ngưởng đầu người cô, nên Sài Gòn nhìn vậy mà chất chơi hơi bị giàu đốt nghen. Sài Gòn mà giàu số 2 chắc không ai dám làm chủ nhật ý. Tuy thế vẫn có những hoàn cảnh khó khăn như bao tỉnh thành khác, thậm chí có câu nói hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo ở Sài Gòn cơ. Ước chi câu nói này biến mất mà không phân biệt giàu nghèo nữa, tất cả cùng vui sống không nhỉ? Anh em nghĩ sao về ý kiến của Nhanh Trí? Nếu đồng ý thì thả cho Nhanh Trí một like nhé. Vòng quay đầy tình người tiếp theo là vào cái dấu gì đấy nhỉ? Một câu hỏi cực khó ư? Anh em mình phải tập trung mới giải được nha. Nơi nào thờ tổ Nam Phương, có non cổ tích, có đền Hùng Vương là ở đâu thế? Ôi dào ôi, tưởng khó mà dễ ợt không à. Quê vua Hùng thì chắc chắn đó là mảnh đất Phú Thọ rồi. Nơi đây được coi là vùng đất tổ cội nguồn của Việt Nam. Tương truyền tại nơi đây, các vua Hùng đã dựng nước nên nhà nước Văn Lang, nhà nước đầu tiên của Việt Nam ta đó, với kinh đô là Phong Châu, tức xung quanh thành phố Việt Trì Phú Thọ ngày nay. Ô, mà chả hiểu sao mình vẫn nghe mấy anh giang hồ nói trải đất tổ làm khổ gái tứ phương. Là sao thế? Chả hiểu kiểu gì luôn. Anh em có ai quê đất tổ Phú Thọ không nhỉ? Thì comment giải thích hộ Nhanh Trí với. Còn tỉnh thành tiếp theo sẽ được lên sóng nhà Nhanh Trí là tỉnh thành nào đây? Các bạn có đang hóng chờ không? Cùng làm tới liền nha. Tỉnh nào là quê hương của Bác Hồ, Nghệ An hay Hà Tĩnh nhỉ? Đường vô xứ Nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Nghệ An chính là quê của Bác Hồ, vị cha già kính yêu của dân tộc ta. Không chỉ vậy, Nghệ An là mảnh đất địa linh nhân kiệt, còn sản sinh ra rất nhiều kỳ tài của cả nước từ xưa đến nay như chị Khánh Vi nè, cầu thủ đá bóng Công Phượng, anh Quang Linh Vlog và còn rất nhiều người con tài giỏi của mảnh đất xứ Nghệ này cô. Ôi tự hào quá đi các bạn ơi, mà con người xứ Nghệ nhá, Nhanh Trí nghe nói thân thiện và dễ gần, lại còn học giỏi quá trời luôn ý, ngưỡng mộ, thật sự ngưỡng mộ luôn. Nhanh Trí có một câu tặng các bạn ở xứ Nghệ nè: nắng vàng rợp bóng sông Lam, Nghệ An quê Bác rạng quang khắp miền. Tỉnh nào nhỏ nhất Việt Nam á? Bắc Ninh, Cần Thơ hay Quảng Nam các bạn nhỉ? Cái này khó thế, các bạn đoán là tỉnh nào thế? Nhanh Trí đoán là Bắc Ninh nè, là tỉnh có diện tích nhỏ nhất cả nước, nổi tiếng về dân ca quan họ và bảo tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay niên đại hơn 350 năm. Wow, thật bất ngờ phải không? Nghe nói Bắc Ninh có món đặc sản gì đó ngon lắm mà Nhanh Trí lại quên mất rồi. Có anh em nào quê 99 không nhở? Comment điểm danh cái đi nào. Là bạn chỉ hướng Bắc, xong lại chỉ hướng Nam, tớ chỉ hướng về cậu, thứ khác tớ không ham. Hi, bạn có muốn học giỏi địa lý hơn tất cả lớp mình không? Điện tử còn thiếu vào chỗ trống này nhé. Nghe nói xa lắm, ở cuối cùng bằng đổ Việt Nam. Cho mình thấy cánh tay của
hỏi anh em Cà Mau nào. Nghe nói Cà Mau xa lắm, nhưng thật ra nó cũng rất gần. Chỉ cần bạn muốn và xách ba lô lên và đi thôi. Cà Mau cực nam của Tổ quốc, nơi kết thúc của con đường Hồ Chí Minh huyền thoại, nơi khiến người ta mê mẩn với rừng nước bạt ngàn. Xin gửi lời chào từ miền Bắc đến anh em cực nam nhé. Có cơ hội nhanh chí muốn đi chợ nổi, vào thăm rừng nước nè, đi cả miệt vườn trái cây nữa. Và xin vía xinh như gái miền sông nước cơ. Tự nhiên thấy mình tham lam ngang như vậy có được không ta? Ố, thử thách đuổi hình bắt chữ sao? Là tỉnh nào nhỉ? Sau vụ Binh Chi Linh nổi như cồn trên mạng vừa qua, thì cái tên tiếp theo được gọi lại là Bình Dương. Nghe tên như một nơi bình thường và có biển, nhưng rất tiếc lại không phải thế đâu, vì đi đâu cũng toàn thấy nhà máy với khu công nghiệp thôi. Và Bình Dương thì có thành phố Thủ Dầu Một và cũng chưa thấy ai giàu thứ hai. Nghe nói Bình Dương giàu lắm, đúng là độc lạ Bình Dương mà. Đúng nhận sai cãi giúp nhanh trí cái. Còn tỉnh thành nào khác mà nhanh trí chưa nhắc đến không nhỉ? Nếu video này được 300.000 lượt xem, nhanh trí lên kịch bản chém gió tiếp vào lần sau thật đặc biệt. Nói nhỏ thôi, đợi đi nhé.